Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hay dạo này đi tìm mấy con ngạc cụm 4X, 5X khó quá anh em ơi. Toàn mấy cụm 1, 2, 1X trở lên không à. Ngàn mấy không à. Toàn là ngàn mấy không à. Dạo này tìm mấy con ngạc 1X, 2X giống như hơi 1, cụm 1, cụm 2 giống như lần hơi khó nha anh em. Cho nên là mấy con ngạc này cũng hơi được được thôi. Cũng được, giữa giữa chung chung thôi anh em, giữa game đó. Rồi, thì con ngạc này ở server 960 Hồng Thủy nha. Nó 9X thì cũng tạm gọi là cũ cũ xíu rồi, tại vì giờ nó cũng ra 1.400 gần 1.500 rồi anh em, cho nên cũng được được rồi. Và whip nạp 16.920.000 điểm danh. Điểm danh thì đã được ok 549 ngày nha. Rồi mình vừa điểm danh xong luôn. Vô tới con ngạc này là hai con phi và một con động nguyên. Một con chứ hứa chữ Hán với thằng hai động nguyên đã nick biển 6. Thì vô đây là con men là full này. Con men là full thức tỉnh. Full cái thằng binh là bảo vật thì kim luôn nè, một set kim luôn nè, ngựa thì tinh Âu Vân, danh tướng cao tiệm, chiến pháp là ba cái à. Rồi bây giờ mình sẽ qua hứa chữ nè. Hứa chữ thằng binh thì mới cộng 73 đây, cái dạng thằng binh kim mà. Rồi một set kim, bảo vật kim, ngựa thiên bôn lôi luôn, danh tướng Tần Thủy Hoàng mà chưa thức tỉnh nha, chưa có vũ khí luôn, chiến pháp vẫn là ba ô. Động nguyên thằng binh cộng 100, đương nhiên là mình sẽ xem đá của nó là đá gì. Đã gián tiếp 40% nha anh em. Có thọ thương. Mình nghĩ cái server này chắc cũng đã có thằng thú công an rồi. Và anh em thấy hai cái bảo vật này là hai cái bảo vật lẩu luôn nha. Ngựa thiên luôn nè. Danh tướng Hán Vũ nè. Chiến pháp là khí định và cường công và thần tốc luôn. Còn phi cuối cùng này đó, anh em thấy không? Giờ này tầm trung nữa, gần nữa ấy mà 4-500 ngày thì đồ nó full hết trơn. Em thấy đồ kim, đồ này nọ hết trơn luôn. Đó, chỉ có con này hơi tép vế một xíu, tại vì nó chỉ có bốn gì, chỉ có hai ô chiến pháp thôi. Sổ thì 5 nha, đàm chính thì sao 5 luôn nha. Và hứa chữ Hán, hứa chữ Hán bốn sổ rưỡi thành lọt chọt quá. Rồi nhân vật của chúng ta thì cũng là 4 luôn. Ok, mình sẽ đi qua bên tẩy liền của anh đàm chính coi gắt không. 17 triệu công đó anh em, không phải vừa đâu. Rồi cộng 34% một dòng nha, vật phòng chính xác luôn nha, công 40% luôn nha. Dạo này tôi thấy mấy cái dòng công lẻ tẻ này nó mát khá là nhiều đó anh em. Và cái bảo vật này thì mình sẽ xem hai phần luôn ha. Công luôn nè, bảo kích 36%. Rồi né tránh công luôn nè, thấy không? Bây giờ ra tẩy luyện ra dòng công kim dễ quá. Biết dễ không mà mấy ông này dễ, mấy ông này lấy ảo đấy, nhiều lắm rồi nha. Rồi bảo vật thì gì? Bảo vật thì đang có thằng luyện hai món luôn nha, chi hồn và bản nguyên. Rồi một phong quá vũ luôn, hai viên đá này quá hợp lý. Và viên này hai viên HP. HP này thì thay vô là viên né tránh thì ổn hơn. HP chỉ có võ thánh xài hợp lý anh em. Giờ võ thánh không tùy ra các lượng nữa. Anh em biết sao? Võ thánh thì máu nhiều, nó đổi ngự giáp nhiều. Ra các lượng thì nó hồi ngự giáp theo phần trăm máu của nó. Tự bản thân nó tạo, cho nên là mấy cái đó máu nhiều nó ngon hơn. Rồi mình sẽ đi qua bên cái phần tinh ô lộn thằng giỏ. Thằng giỏ thì phong thiên ngắn đó, nhưng cái thằng giỏ này chỉ được phong thiên ngắn và chỉ thiên kiếm rồi này kia thôi, cũng bình thường ha, so với những cái server khá là cũ này. Rồi thẻ biến hình thì đang có con triệu văn, có thằng quá không, không có thằng quá này, khá là nhiều men đỏ. 5 10 15 cái, 16 17 18 cái, dưới đây nó 19 cái đỏ luôn nha. Còn cam thì khỏi nói, 5 10 15 cái, 20 cái cam, 21 cái cam. Khá là nhiều cái cam. Mấy server cũ như thế này thì sổ thẻ biến hình thì khỏi phải chê. Cẩm nang. Một cẩm nang kim nè. 2 kim, 3 kim, 4 kim, 5 kim, 6 kim nè. 7 kim, 8 kim hấp thụ luôn. 9 kim, ồ tiếng thối luôn. 10 kim, 11 kim, 12 kim. 13 cẩm nang kim. 13 cẩm nang kim nữa đây, ghê. Bản tin. Tại con Vi này mà xài bánh châu thì đám chích thì hùng túc chứ đâu nữa. Đó, thấy không? Hùng túc rồi. Sao không lấy cái ngọc ấn trong đá ta? À, có luôn nè, ngọc ấn trong đá luôn nè. Sao ngọc ấn trong đá không là không cho con hứa chữ xài ta? Hứa chữ mà xài ngọc ấn trong đá nữa thì thôi, nó châu như quá vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài phần tướng nha anh em. Trước khi vô phần tướng, anh em nhớ like và đăng ký kênh với mình nha. Cảm ơn anh em nhiều. Thì bây giờ mình sẽ đi vô tới cái phần tướng nè.
Mình nghĩ như con ngạc như thế này thì sẽ dư khá là nhiều tướng đây. Đó, mộng tư mã di mình là một động chất kháng nè. Vậy thiếu ba con nữa lên phi thăng 3 cho con hứa chữ luôn. Đẹp. Đây, Phan An nè, Tôn Cơ luôn nè. Gọi gì nữa không? Gọi gì nữa không? Ôi trời ơi, con đôn sao nhiều thế? Full hết rồi còn dư tướng cỡ này anh em. À, trời ơi, ông này ông lười thu hồi, ông nội mẹ ơi, một đống tướng xanh trong này. Mảnh tướng thì đang có Lý Tú 113 luôn nè ha. Đầu đổ dự đang có 85 mảnh, đó mấy server cũ chơi free thôi mà bao nhiêu mảnh đây mà. Chơi free thôi, đống mảnh anh em. Rồi qua chiến pháp, ồ lộn 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 của thằng thú chứ. Thằng thú. Hơi lắc rồi. Thằng thú của chúng ta thì đang có công an không? Có luôn, công an 3 sao dễ gì mà không có được. Thanh Long 5 sao Bạch Trạch đồ ha. Để còn mảnh tướng nè. Mảnh thú chứ lộn, mảnh thú đang đi theo công an. Ồ ảo thế. Vậy là ông vừa ghép là mình vừa vô luôn à? Không 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 không. Đang đi theo con Hoa Tiên 23 mảnh này nè. Ghép lâu. Ghép khá là lâu rồi. Ông cũng chuẩn bị sẵn mới gửi cho mình chứ không phải đơn giản. Hôm nay thật ra ông ngạc này gửi mình đâu cũng càng tháng trời rồi. Bữa giờ vô lo vụ lậu á, mà vụ lậu bây giờ nó chưa có ra cái bản cái phim mới nè. Đang đợi nó ra. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi qua bên trận pháp nha. Trận pháp thì hiện tại 15-15 thôi anh em. Mấy cái trận kim này thì mình thấy chỉ mở mới một trận duy nhất là công 10.000 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua túi đồ nha. Túi đồ. Túi đồ thì như này sẽ có là một cái mệnh tinh yến tiệc đỏ. Rồi 125 mảnh tướng kim. Gọi gì nữa không? Hết đây. Rồi xong ít dạo này tôi ít thấy ha. Chứ lúc trước à. Tôi vô cái gương mạc một viếp viếp một cái ha. Tôi nói mấy ông là danh tướng ở trong đó danh tướng chọn á. Chừng cấp chừng khoảng level 100 thôi. Chín mấy rồi á. Tại vô mấy nhìn mấy gương danh tướng mà chọn á, nhìn thấy không á. Rồi cẩm nang đồ này kia của mấy ổng nhìn đã lắm. Mệnh tinh lẩu thì thôi ổng dư một đống. Giống kiểu hack, phiên bản hack vậy này. Như mùa lẩu nào ổng cũng có mệnh tinh cả cho nên là nó full hết trơn luôn rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phần cuối cùng đó là đá vân ngọc. Đá vân ngọc thì đã có thị huyết hấp tinh quá thương. Thì những như chi hồn đồ này nọ này. Ờ dư hai viên luôn. Một phong quá vũ trắng hải luôn nè. Bản nguyên đầy đủ, nói chung là đá là ok đó. Niết bàn 6 này BK liệu có. Thì như anh em đã biết niết bàn 5 là nó sẽ khi thọ thương nó sẽ được chi kích. Và niết bàn 6 này nó chỉ tăng duy nhất. Là mình thấy cái niết bàn 6 này chỉ tăng duy nhất một cái là tăng đàm thôi này. Tăng lượng đàm. Khi võ tướng khác của phe ta bị tiêu diệt đã nguyên. À đầu. Giảm một tầng thọ thương. Ây da cái này. Mình nó có fit lại không ta? Có fit lại không em? Lâu quá mình không có đọc cái niết bàn 6 này nha, lâu lắm rồi. Và mỗi thằng khi một thằng chết là nó sẽ được tăng một thằng thọ thương ngon vậy, nó cũng giống như viên đá kim hôm qua. Ảo nè, niết bàn 6 là cơ bộ, nếu mà có niết bàn 6 như thế này thì khá là dữ rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ vô mình lụm thử một ông coi. À 21 là anh em, server này khá là cũ, có cả hàm kim rồi. Cho nên mình sẽ lụm 20 đi. Những hoạt động nguyên như thế này, quýnh top trên thôi, quýnh top dưới là giống như kiểu quýnh top dưới thì khó. Top dưới khó win mình lắm. Tại vì bên kia cũng niết bàn 5 nha, không vừa. Để coi thọ thương của chúng ta hôm nay sẽ đạt kỷ lực là bao nhiêu lần. Cao nhất thì bữa giờ thì như là 7 lần hay 8 lần vậy, 7 lần. Để coi con ngày này hôm nay được 8 lần không. Nếu mà 8 lần cộng với đá gián tiếp 40% này cũng là một cái sức mạnh gọi là siêu khủng khiếp. Một lớp trực tiếp gây ra có vẻ không nhiều nhưng mà gián tiếp giá mang cái tầm này gián tiếp ghê thiệt. Ôi ơi trừ nộ thôi, nó chỉ trừ nộ thôi mà mất bao nhiêu máu đó. Còn cái nữa mà tới bên kia quấn lại nè. Hai kèo này gắt anh em ơi, hai kèo này khá gắt. Đóng nguyên kia không lực lắm à, anh mình cảm giác con đóng nguyên kia không lực lắm nè. À build 8 đó nha, vẫn kích đam đồ đầy đủ các kiểu rồi đó. Rồi nổ bông lôi luôn mà.
Đi 8 là kích đam rồi, siêu khủng khiếp rồi đó. Nhưng mà vẫn không có đam bằng con ngạc mình đang sở hữu ha. Mình đang chơi rõ ràng, rõ ràng. Nổ đi, thoải mái. Muốn nổ dư nổ. Chưa thổ thương lần nào. Không mắc máu luôn, ngự giáp một đống luôn hà. Nè nè nè, lo mà dung. Ô khiên nữa kìa, khiên đâu nhiều thế. Lắm khiên, vãi cái nồi nè, nó hiệu ứng anh em. Không thấy cái khiên cầm đâu nhưng quấn vẫn vô khiên. Đó, nhưng con mã siêu thì không có cái khiên đó, nhưng không bị lỗi. Ồ, khiên không xóa được luôn ta. Rồi, để coi bạn chịu nổi hay là không. Đứng im. Rồi xong, đen. Đen thì thôi nhé luôn. Khiên nè, khiên nè. Khiên với chúng tôi. Rồi, bút đam cho động viên max level luôn đó. Bái cả nồi nó giam cầm. Nó giam cầm. Không, mấy cái kèo này, động viên kèo này quýnh đỏ thiệt anh em. Vậy mới hấp dẫn chứ. Vô quýnh chéo déo mấy cái rồi chết queo hết trơn rồi, đâu còn hay ho gì. Vậy thì mình mới coi được phát huy sức mạnh tối đa của nó chứ. Cũng giống như mấy kèo động viên ở bên S90 của mình hồi lần vậy đó. S90 mà xe bạch lộ á. Không, khả năng tạo ngự giáp của động viên mình ghê vậy. Quýnh nãy giờ chưa hết một cây ngự giáp nữa kìa. Ông vô méo luôn à. Nên thấy không? Quýnh không vô méo. Ngự giáp một cây vẫn còn nguyên. Thằng gió nó quạt muốn xỉu rồi. Chưa thổ thương lần nào luôn. Tính ra thì cái tiếng bàn 6 này vẫn chưa có phát huy tác dụng của nó rồi. Chưa thổ thương mà đồng đội chết rồi anh em, nó đâu có tăng nữa đâu. Bởi vì mà thổ thương này thì 2 lần, 3 lần cái hang phi nó nằm xuống rồi nó tăng thổ thương lên tặng cái ngon. Ồ, giảm thổ thương tặng cái là ngon. Nãy giờ ông này do là ông có khiên đâu này nọ các kiểu chứ. Không có khiên nãy giờ đô con win nó đi rồi. Con kèo này chắc chắn win trong tay. Và đây là lúc và đây là lúc tem trắng máu. Và đây là lúc bị giam cầm nữa rồi anh em. Nói kèo này cũng win nhưng mà hơi mất thời gian chút xíu. Rồi mình sẽ đi qua bên cái top cao xíu đi. Mình cảm giác như động win của mình cũng khá là lực. 2.3, 2.5 cũng 2.5 cái coi. Rồi xong mình lên mình nã hàm kim cái luôn nha. Rồi ông này thì thôi bỏ tối. Không, bây giờ mình cảm giác như cầm con Đỗ Nguyên tự tin lắm nè. Thiệt, biết mấy ông có tự tin hay không, như tôi cầm mình thấy con Đỗ Nguyên mà tôi quýnh với những cái tem mà không có Đỗ Nguyên là tôi cảm giác tự tin vãi nồi luôn á. Đón được luôn á. Mấy người nhìn vô là tôi thấy là đợi đi rồi. Ok. Thủy kính cái quyền 6 ăn nhậu gì đâu anh em, muốn lả nã có hai phát là lặn. Này con thủy kính nó chết là nó chết luôn nha. Con nó nguyên nó còn phỏ thương đồ này đó. Đó là cái cơ chế khá là an toàn. Bởi vì anh em thích đi build động nguyên cũng không có gì lạ. Không, mày có thể sốc đâm chính của anh. Nhưng khi mà động nguyên rồi không thể nào sốc được đâu. Có sốc rồi kìa. Quạt thằng gió cũng chết nữa mà. Điều 8 Luffy. Rồi Hăng Nhi. Hăng Nhi thì build cái tem gì đây? 2.6 nhưng mà vô đây nhìn còn 2.4. Ê trời, dương cổ anh em à. Dương cổ đâm chính tôn thượng hương boost ha. Rồi cái này nó chơi nghịch phong mà đâu có ngại. Thượng hương mà chơi thừa phong mới sợ, nghịch phong mà chán lắm. Thiệt. Thượng hương chỉ có thừa phong thôi chứ nghịch phong yếu xìu à. Nè nghịch phong nè. Đó, được gì đâu. Yếu xìu luôn. Để coi game này mới gọi là game nè anh em, nó quýt nữa kìa. Đau đó chứ. Ông này ao sổ. Ông này ao sổ, hèn chi quýt khá là đau.
thêm cái bàn thống bút nữa chứ. Ông này không ao sổ, động viên quýnh vỡ mồm, không có tăng. Không có tăng mà chịu đâu nổi đâu. Đa số cái team này build 3 là phải có kiểu rồi một thọ thương nè, ngon nè. Kiểu nó team này build 3 phải có khu thú đồ này nọ nó mới gọi ao trình anh em. Cho nên là mấy hành rừng ta thôi. Chứ mấy team yếu xìu. Ở cái thời mà gia cát lượng đồ chưa ra thì lúc đó còn bá được ha, đó. Cái thời mà gia cát lượng mà ra rồi thôi, mấy cái team này thiệt chán lắm. Mấy cái team này yếu xìu luôn. Thì mình thấy server chung chơi cũng khá là nhiều đó chứ. Yêu ba dương cổ thượng hương với lại bản thống bút đam nè. Nó dựa vô cái sự trâu của cái con bá hạ với lại cái con trào phong với đổi ngự trước đó. Duy trì được cái nó duy trì được cái khả năng sống sót của nó. Sau khi đó nó tích lại cái thừa phong hoặc là cái nghịch phong của thượng hương. Hai con kia chưa nằm xuống rồi này. Áo sổ có gà nên thấy phong thiên ngắn không mập cỡ đó, mất bao nhiêu máu đó mà. Gì? Thọ thương chết luôn à? Ảo thiệt. Có nghĩa là nó không cho thọ thương luôn. Ghê chưa? Nhân! Mày! Nor! Hai con mắm phi chết đi chứ hả? Ôi dương cổ, quýnh dương hơi chữ thì thôi quýnh tới sáng. Rồi hai bên đều hết công an nha, một trận chiến thực sự nè. Rồi. Mày nó. Vãi thiệt sự mà nói, để con đấu nguyên mình thọ thương Sida Cà Na vãi. Mà hai ông nội kia ông đen bất phất cậu không chịu mà. Ông không chịu ấy lên em, ông không chịu đứng dị luôn, mày ghê chứ. Đây có con ạc, để coi ạc Hăng Nhi này bao nhiêu sổ nha. Trời ơi, top 1 sổ 148 anh em. 148 cái sổ, vì con ạc này chỉ tập trung 100% vô sổ. Hèn chi mà cảm giác quýnh không vô máu. Nhưng mà nói chung là con đấu nguyên mình phải tỏ thương vừa ngộ. Đây khoan, để tôi ship cho mấy ông coi. Mà là do anh em nhìn kỹ vô cái tầng thọ thương của nó. Giống kiểu dương cổ bị lỗi gây hai lần đam á. Cho nên là con này nó không thể nào, nó không thể nào mà gọi là thọ thương được luôn á. Kiểu như nó chết một phát hai, nó đánh một phát một chết hai thằng thọ thương. Nó mất hai tầng á. Nó kiểu vậy đó anh em. Ông này thằng võ ghê, bảo vật ghê. Ở bảo vật thì không ghê. Nhưng được thú ghê. Thôi. Rồi chiến thuật cũ. Trời ơi, có khí định nè mày ơi. Dễ gì. Y như cũ luôn nè. Không khác một nét nào luôn, rồi nó lại quýnh tiếp. Nè, nó, con này quýnh nó vẫn thọ thương được. Nhưng mà con dương cổ quýnh nó kiểu nó kích quỳ 2-3 lần nó thành hiệu ứng lỗi. Đó anh em thấy không, vẫn kích hoạt thọ thương bình thường. Nhưng mà anh em mình lát để cho kỹ dương cổ xíu. Đó, tăng lượng tăng thọ thương rồi nha. Đậu xanh mày lại phong án anh. Ôi trời, trời không. Thọ thương cũng đóng quyên mình ha. Đen bữa nay hôm nay không có nhân phẩm về cái vấn đề thọ thương được. Cái gì một phát một bài luôn mà. Ơ anh em thấy không. Nó gây như 3 lần đam luôn hay phải chứ 2 lần nữa. Cho nên con quỷ cũng đóng quyên này không thể thọ thương nổi.
mà nó gây chừng 2 lần thôi là mình chơi được. Nhìn nè, em nhìn nè, 18.000 dạng không nói, đam như là không tính rồi. Đó, anh em thấy không? Nếu mình tua cho thiệt là chậm lại nha, mình coi nha, thọ thương nó lên tới 3 tầng. Một phát của nó quýnh thọ thương 3 tầng, thành ra thác sát thương lỗi. Con đóng nguyên trong 3 tầng đó, nếu mà liên tục 3 tầng đó mà nó không thể nào thọ thương là chết luôn. Là mất con hồi nãy giờ anh em thấy là nãy giờ mấy lần luôn rồi đó. Nó lên 3 tầng thọ thương. Hèn chi con dương cổ này cứ bị lỗi lỗi kiểu gì á. Có nghĩa đam nó không phải đam ảo mà là gọi là đam lỗi luôn đây. À, nhìn nè. Từ từ nha. Nó anh em thấy không, nhìn không? Anh em nhìn thấy không? Hai tầng, cái pha đó quýnh là hai tầng thọ thương liên tục. Là cái pha trước là quýnh 3 lần thọ thương liên tục. Chính vì vậy mà hồi nãy giờ mình cứ tưởng đó là con dương cổ nó có chiêu gì cấm thọ thương. Ảo ma thiệt, bữa nay tôi mới biết được, không biết mấy ông có biết không? Nhưng mà ông nào không biết thì có thể xem cái video này. Bà ông nào đã biết rồi thì thôi. Mà hình như chỉ có một vị tướng duy nhất cho cái game này luôn là đó là cái con dương cổ này mới làm được cái điều đó thôi anh em. Chỉ có mỗi con dương cổ mới làm được cái điều đó thôi, còn ngoài ra bất kỳ con tướng nào cũng không thể nào làm được cái điều đó đâu nha. Không có con tướng nào làm được cái điều đó. Quýnh một phát một thọ thương hai lần cho vô con đổng nguyên. Võ thánh cũng không nè, gia chí thánh gia các lượng cũng không. Tôn sách thì bất kỳ con nào cũng không nha, chỉ có mỗi dương cổ. Hèn chi là một vị tướng meta cũng đúng á. Đúng là một vị tướng mà nằm ở trong cái meta của bên Trung là lúc nào cũng có cái gì đó. Hình như dương cổ sau này bị qua kiểu đó, hình như khắc chế đổng nguyên thì phải. Nhưng với điều kiện là thú phải phiêu full rồi sổ với ao trình đó anh em. Chứ mà không ao trình chỉ cần con đôn thì là giải quyết tất cả. Đôn phải là đôn dạng đám chính đó. Cho con carry nó cùi cùi xíu. Còn nhiêu là cho con men dồn hết trong đôn, quýnh phát một lần, quýnh phát một lần. Auto chết luôn. Rồi thì video này em sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ luôn nha. Bye bye anh em.